Không biết á, ngày lễ 20 tháng 10 vừa qua của mọi người diễn ra như thế nào, chứ bữa 19 tháng 10 là hai chị em đã quyết định mua đồ về quê ăn 20 tháng 10 sớm với mẹ. Vì tình trạng sức khỏe không được tốt nên em lên clip hơi trễ nên mọi người xem thông cảm nha. Bữa đi về á, thì hai chị em rất là háo hức luôn, nhưng mà muốn tạo bất ngờ cho mẹ thì mình phải ré rút tiền trước mới có chi phí tạo bất ngờ được. Nay đi trên đường toàn là hoa hồng luôn, nào là hoa hồng tươi, hồng sáp, rồi có cả bó bông bằng tiền nữa. Ai mà là con gái chưa có rể như em với bà Hiền, thấy cảnh này có tủi thân không ta? Mà thôi không sao, bây giờ không có thì từ từ sẽ có. Người ta thường nói á là mình ế để tìm người tử tế yêu mình mà, đúng không? 20 tháng 10 mọi người tặng gì cho mẹ? Chứ hai chị em mình chỉ đơn giản thôi, mua vài cây bông để tặng mẹ. Chứ á, cũng gần cuối tháng, tiền đâu mà mua vàng như người ta nói. Cũng buồn mà thôi chứ biết sao giờ. Hỏi hai á, là mua bông gì tặng mẹ giờ, bà trả lời tỉnh queo luôn, không biết chi ra cặp bu, vậy là trả lời dữ chưa. Suy nghĩ một hồi á, thì em cũng quyết định là mua hoa mặt trời, còn được gọi là hoa hướng dương để tặng mẹ nha. Quay sang á, thì thấy bà Hiền á, đang lựa hoa hồng, lựa xong á, thì hai chị em chốt lại sẽ mua hai cây bông hồng và hai cây bông hướng dương. Hôm này á, mọi người nghĩ á, là hai chị em về quê đúng không? Nhưng không, bây giờ á, thì hai chị em sẽ bắt đầu đi chợ mua mực về làm món ngon nha. Lựa tới lựa lui á, thì bà Hiền cũng lựa được hai con mực khổng lồ luôn, bự hơn cái bán mặt của bà nữa. Nhưng mà mua hai con á, thì ăn không có hết nên quyết định là lấy một con thôi. Mọi người đang suy nghĩ á, là em mua con mực này về làm món gì đúng không? Thì nay á, em mua con mực này về làm một món có tên là mực né. Ủa mà sao nó có tên mực né vậy ta? Có ai biết á, trả lời cho em biết với nha, chứ em cũng không biết sao nó có tên vậy nữa. Mua xong mực rồi á, thì em với bà Hiền sẽ chạy lại sạp rau mua thêm ớt chuông, bông cải. Bà Hiền mua ớt chuông mà mua ba màu luôn, nào là màu đỏ, màu vàng và màu xanh nữa. Như vậy á, về á, mình làm mực né nó sẽ thêm bắt mắt hơn nè. Mua xong rồi á, thì hai chị em á, cũng chạy riết về quê để sợ mắc mưa. Dạo này á, Trà Vinh mưa lắm mọi người ơi. Chạy nãy giờ á, thì em cũng về tới nhà rồi nè. Giờ thì bắt tay vào làm món mực né ăn lễ 20 tháng 10 sao thôi. nay cười cười vậy bữa nay 20 người tôi tặng bạn quá quà trời ơi rồi vậy cảm ơn nha. Cảm ơn không biết gì nữa hả? Trời ơi ơi rồi tao ơi chúc ngoại ơi tặng thằng ngoại 20 tháng 10 nha ngoại. Trời ơi vậy là ngoại cảm ơn con nha. Dạ không phải trời ơi con cảm ơn mà con muốn gì đây với con 20 tháng 10 tặng mẹ chúc mẹ 20 tháng 10 vui vẻ càng ngày luôn xinh đẹp. Mẹ cảm ơn con nha. Nó đừng có chết theo đây sau đây là mấy phần của con gái Út. Con gái Út tặng không có tặng bông hồng nhưng mà con gái Út sẽ tặng mẹ cho bông hoa mặt trời nè. Chúc mẹ là ngày nào ngày nấy cũng vui cười giống như hoa mặt trời đó. Rồi vậy mẹ cảm ơn con nghe. Dạ không có quà nhiều tặng cho mong của Út lòng nhiều nha. Của Út lòng nhiều chứ mẹ 20 tháng 10 bữa nay không ai tặng cho tôi đi ghê ta. Rồi đúng tặng ở cho ngoại nè. Tặng ở ngoại nè. Đúng ngoại đúng ngoại. Tôi tặng lại ngoại nè. Đúng ngoại khác. Bỏ đi rồi. Trời, chả nước mà. Nhiều đi để cho nó ăn xài được. Không, không có tao ăn có hơn. Ông thầy, để chú hỏi vụ con đèn ông thầy nói chú tư làm được. Ủa, hồi nãy chú có không bà ngoại chứ ta? Có chứ. Con mực ca ngon để đó đúng với mẹ nè. Ơi luôn con mực khổng lồ là mà không dám ăn mãi á hả? Không không ăn hết không ăn hết hả? Sao hồi nãy mẹ mua một chục bánh lửa vậy nè mẹ cắt ra nè cắt ra miếng nhỏ nhỏ ngoại mới ăn mẹ hả? Để sao con không ăn trời nó sống không mà mà hai bữa tháng mười ơi ngoại ơi thôi con không ăn lại đó. Em bỏ thêm lại. Thấy nó lạc lạc nữa đi. Em bỏ thêm nữa. Được. Rồi. Cái này là mẹ không có hả? Mực chín rồi đó. Dạ. Rồi, cúc mang gấp lỡ rồi. Cho em. Mẹ. Cô cũng từ từ nữa, đúng không? Cho nó dài không? Đâu gái? Rồi. Mẹ nó hỏi.
có còn mực bữa ba mình đó. Con mực đó, con mực đó là mực xà. Con mực đó là mực xà nha. Hơi mặn gì, cái nước vô. Mặn không vậy? Con có gì vừa ạ? Thôi có ăn vừa mà. Thấy vừa. Tạo cảm giác mắm.